Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Chương trình Thế giới nhìn từ Vatican xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thảo Ly xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này và đây là bản tin đặc biệt trong ngày hôm nay của chúng tôi. Đức Benedicto 16 cầu nguyện nhiệt thành cho sự bình phục của Đức Thánh Cha Francisco sau cuộc phẫu thuật. Đức Giáo hoàng danh dự Benedicto thứ 16 đang cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Francisco sau khi Ngài trải qua cuộc phẫu thuật đường ruột vào hôm Chủ nhật. Đức Tổng giám mục George Genswein, thư ký riêng của Đức Benedicto, nói với truyền thông Ý rằng vị Giáo hoàng đã nghỉ hưu, đang triều mến hướng những suy nghĩ của mình đến Đức Thánh Cha Francisco và nhiệt thành cầu nguyện cho Ngài. Phần tiếng Đức của Vatican News đưa tin. Đức Thánh Cha Francisco đang hồi phục tại Bệnh viện Gemelli ở Roma trong tuần này, sau khi trải qua một cuộc phẫu thuật vào tối Chủ nhật để khắc phục tình trạng hẹp ruột kết gây ra bởi tình trạng viêm đại tràng. Ca phẫu thuật được tiến hành dưới gây mê toàn thân, kéo dài khoảng 3 giờ và bao gồm phẫu thuật cắt bỏ một bên đại tràng. Đức Thánh Cha Francisco đang trong tình trạng chung tốt, tỉnh táo và thở một cách tự nhiên. Phát ngôn viên Vatican Matteo Bruni nói với các nhà báo vào ngày 5 tháng 7. Vào ngày 6 tháng 7, Matteo Bruni nói rằng vị giáo hoàng 84 tuổi đã ngủ ngon trong đêm và đã ăn sáng, đọc một số tờ báo và thức dậy để đi bộ vào buổi sáng. Tuần trước, Đức Giáo hoàng Francisco đã cảm ơn Đức Benedicto thứ 16, 94 tuổi, vì đã liên tục cầu nguyện cho giáo hội khi Ngài nghỉ hưu và gọi vị giáo hoàng danh dự là nhà chiêm niệm của Vatican. Đức Giáo hoàng đưa ra lập trường trên trong lễ trọng kính hai thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ kỷ niệm 70 năm ngày Đức Benedicto 16 được tấn phong linh mục. Xin gửi đến Đức Benedicto, người cha và người bạn thân yêu, tình cảm của chúng tôi, lòng biết ơn của chúng tôi và sự gần gũi của chúng tôi, Ngài nói. Lưu ý rằng Đức Benedicto thứ 16 sống trong tu viện Mẹ Giáo hội trong nội thành Vatican. Đức Francisco nói rằng Ngài hiện là nhà chiêm niệm của Vatican, người dành cả đời để cầu nguyện cho giáo hội và cho giáo phận Roma, nơi Ngài là giám mục hiệu tòa. Cảm ơn vì chứng tá cao đẹp của Ngài, cảm ơn ánh mắt của Ngài không ngừng hướng về chân trời của Chúa. Cảm ơn Ngài. Đức Thánh Cha Francisco đang hồi phục trong cùng một phòng bệnh viện nơi Thánh Gioan Paolo II được điều trị. Đức Thánh Cha Francisco đang hồi phục sau cuộc phẫu thuật ruột kết trong tuần này trong cùng một phòng bệnh nơi Đức Gioan Paolo II đã được điều trị trong suốt triều đại giáo hoàng của Ngài. Vatican cho biết ngày 6 tháng 7, hai ngày sau cuộc phẫu thuật, rằng Đức Giáo hoàng đã ngủ ngon trong đêm và các cuộc kiểm tra tái khám định kỳ của Ngài cho kết quả tốt. Sáng nay, Ngài đã ăn sáng, đọc một số tờ báo và đứng dậy để đi bộ. Ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết. Trong phần còn lại của tuần này, Đức Thánh Cha Francisco dự kiến sẽ ở lại Bệnh viện Đại học Gemelli, nằm trên đỉnh Monte Mario, là ngọn đồi cao nhất ở Roma. Phòng bệnh của Đức Giáo Hoàng nằm trên tầng 10 của một phòng khám đa khoa rộng lớn trong một khu vực dành riêng cho các trường hợp khẩn cấp về y tế của Đức Giáo Hoàng. Phòng bệnh của Đức Giáo Hoàng có thể được nhận biết từ đường phố bởi năm cửa sổ lớn được che bởi rèm trắng. Đây cũng chính là căn phòng mà Đức Gioan Paolo II đã ở trong nhiều lần điều trị tại bệnh viện, bao gồm phẫu thuật ruột kết vào năm 1992 và nhập viện sau khi bị bắn trong một vụ ám sát năm 1981. Thánh Gioan Paolo II đã phải nhập viện nhiều lần trong suốt 25 năm làm giáo hoàng, đến nỗi Ngài từng gọi Gemelli là Vatican thứ ba sau thành phố Vatican và Castel Gandolfo, nơi ở mùa hè của giáo hoàng. Sự so sánh đã thúc đẩy suy đoán về việc liệu Đức Thánh Cha Francisco có thực hiện bài huấn dụ trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật của mình từ cửa sổ bệnh viện hay không, như Thánh Giáo hoàng Gioan Paolo II đã từng làm. Kể từ ngày 6 tháng 7, buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vẫn là sự kiện duy nhất trong lịch trình các hoạt động công khai của Đức Thánh Cha Francisco trong những tuần sắp tới.
Theo truyền thống, Đức Giáo Hoàng sẽ đình chỉ các buổi tiếp kiến chung vào ngày thứ tư của mình trong suốt tháng 7. Phát ngôn viên của Vatican Matteo Bruni cho biết, Đức Giáo Hoàng dự kiến sẽ dành 7 ngày để hồi phục trong bệnh viện, trừ trường hợp có các biến chứng. Một đội ngũ y tế gồm 10 người đã tham gia vào phẫu thuật cho ngài hôm Chủ nhật, trong đó một số phương tiện truyền thông Ý, bao gồm cả tờ báo Roma 2, Mesdaro, đã đưa tin rằng các biến chứng đã phát sinh, khiến ca phẫu thuật dài hơn so với kế hoạch ban đầu. Vatican chưa xác nhận những chi tiết này. Ở tuổi 84, Đức Thánh Cha Francisco chỉ có một cuộc phẫu thuật khác trong suốt 8 năm làm giáo hoàng. Ngài trải qua một cuộc phẫu thuật lần cuối vào năm 2019 vì bệnh đục thủy tinh thể. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.